Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Bão lũ ầm ầm thêm mưa đá, quần đảo Trung Quốc. Ngày tận thế đã đến đối với các con sông thượng lưu đập Tam Hiệp, khiến cho thủ đô Bắc Kinh hoàn toàn thất thủ, làm cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ôm mặt khóc nức nở. Thưa quý vị, theo Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, bão lũ vẫn tiếp tục dội từ trên cao xuống các tỉnh miền Nam của Trung Quốc, khiến cảnh tượng nhà nhà ngập, lũ quét, đường xá, cầu cống bị hư hỏng, phá hủy. Hệ thống điện quốc gia của Trung Quốc bị đứt mạch. Sân bay, nhà ga, bến cảng của Trung Quốc đều chìm trong biển nước. Lũ đổ về khiến ô tô, xe máy trôi linh láng như cá bơi dưới dòng sông. Không những thế, dân Trung Quốc còn cho đăng tải những đoạn video tầm 3 đến 5 phút được ghi từ điện thoại lên mạng YouTube và Facebook cho thấy. Không chỉ những đợt lũ quét từ thượng nguồn đổ về, Trung Quốc còn bị tàn phá bởi những trận mưa đá to bằng những quả bóng bay, khiến cho nhiều làng mạc, cây trái, hoa màu, vật nuôi bị tàn phá hết sức nặng nề. Những điều trên đã làm cho người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình vô cùng sốt ruột. Tuy nhiên, ông ta không làm gì được trước những thảm họa đến từ thiên nhiên. Đúng là xây nhà 3 năm nhưng phá chỉ có 1 giờ. Chính quyền của ông Tập giờ chỉ còn biết hối hận và sám hối. Ngồi cầu nguyện cho mẹ thiên nhiên ngừng ra tay trừng trị Trung Quốc. Nhưng điều này quả thật là khó khăn bởi vì tội ác của Trung Quốc gây ra thật không hề nhỏ. Nên bây giờ người làm thì trời phạt mà thôi. Nhưng điều đáng nói ở đây là ông trời đã quá nặng tay khi trừng trị Trung Quốc, bởi nếu chỉ ra tay với các quan chức trong hệ thống chính quyền của ông Tập Cận Bình thì rất là tuyệt vời. Nhưng ở đây lại làm cho những người dân vô tội của Trung Quốc sống trong cảnh màn trời chiếu đất, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, động đất, sóng thần, núi lửa tiếp diễn trong những ngày vừa qua, khiến cho gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc phải đi sơ tán lánh nạn. Thưa quý vị, mẹ thiên nhiên đã nổi giận, đó hoàn toàn là một sự thật. Đại họa đang đổ lên đầu chính quyền của ông Tập, khiến cho gần 1 tỷ người dân vô tội gánh chịu thay chính quyền của ông ta. Điều này thật quá đáng thương. Nhiều ý kiến cho rằng do sống tiểu nhân, ích kỷ, hẹp hòi, thâm độc, nham hiểm, chuyên đi xâm lược, cướp bóc, giết hại dân chúng các nước nên trời không dung, đất không tha. Do vậy, ông trời thường rất công minh và công bằng. Ông trời đã nhìn thấy những kẻ phát xít chuyên kiếp gian ác, ác với cả chính nhân dân của mình, cho nên bây giờ bị đại họa ập đến quả là không ngoa một chút nào. Ý kiến khác cho rằng thôi thì người tính không bằng trời tính, do vậy cứ để mọi chuyện diễn ra theo đúng quy luật tự nhiên và quy luật sinh tồn. Bây giờ thiệt hại đau khổ chỉ là những người dân vô tội của Trung Quốc mà thôi. Người có tiền có điều kiện thì sơ tán, nhìn sang nước ngoài để trú bão, tránh động đất sóng thần. Người không có điều kiện, có con nhỏ, có người già thì đành phải trèo lên những ngọn núi cao hoặc là trở về những miền quê xa tít tắp để lánh nạn. Quả thật, chứng kiến những video đăng tải trên mạng cho thấy mấy ngày vừa qua mới thấy được nhân quả báo ứng đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình. Thật là khủng khiếp. Vậy câu hỏi đặt ra là sau đợt thảm họa này, chính quyền của ông ta có thay tính đổi nét hay không? Nghĩa là sống tốt và đối xử tốt với các nước láng giềng hay các nước trên thế giới nữa hay không? Thì xin thưa với quý vị rằng chắc chắn là không rồi. Bởi vì lịch sử Trung Quốc cho rằng thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân hay ông Hồ Cẩm Đào và bây giờ là ông Tập Cận Bình, Trung Quốc vẫn liên tục đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước, đặc biệt là muốn thôn tính Biển Đông thành ao nhà cho Bắc Kinh. Điều này đã bị hầu như các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như cộng đồng trên toàn thế giới lên án phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn xua tan đi tất cả, vẫn bất chấp tất cả, bất chấp cả luật pháp quốc tế để hòng thực hiện được những cái âm mưu thâm độc của mình. Trung Quốc đang bị thiên tai, dịch bệnh hoành hành. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập vẫn điều binh lính, xe bọc thép, tên lửa lên vùng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ để đi xâm chiếm dãy núi Himalaya của New Delhi. Điều này cho thấy rằng tham vọng của Trung Quốc là vô cùng dã man. Cho nên bây giờ trời và đất đã nổi giận thay cho thế giới trừng trị Trung Quốc quả là không hề sai. Thưa quý vị, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và các tờ báo lớn của nước này không đăng tải nhiều về những trận mưa to, gió lớn, những trận động đất sóng thần, những trận mưa đá trong những ngày vừa qua hay không đưa ra một thông tin nào liên quan tới đập Tam Hiệp của nước này khi nó đang đứng trước nguy cơ bị vỡ. Nhưng thế giới lại biết rất rõ một điều rằng Trung Quốc đang bị trời và đang bị đất ra tay trừng phạt vì những tội lỗi của chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra.
Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc chỉ đưa một bản tin ngắn gọn nói rằng vụ mưa lũ, sạt lở và sóng thần vừa rồi chỉ làm cho 3 người thiệt mạng. Nhưng trên thực tế, số người thiệt mạng của Trung Quốc lên tới hàng trăm triệu người, còn thiệt hại về kinh tế thì không thể đong đếm được, cũng như dịch bệnh COVID-19 năm vừa qua ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và nhiều tỉnh thành khác, phía chính quyền Trung Quốc cũng đã bưng bít thông tin, không loan ra cho thế giới biết để bây giờ Trung Quốc thật hối hận khi dịch bệnh lây lan ra toàn thế giới và các vùng lãnh thổ, làm đau thương cho toàn bộ thế giới này. Điều này cho thấy rằng việc bưng bít thông tin là quá nghiêm trọng. Thưa quý vị, theo các cơ quan theo dõi thiên tai, lũ lụt, hạn hán, sóng thần, động đất, núi lửa của Mỹ, Nga và Nhật trong những ngày vừa qua, ngày nào cũng đưa ra bản tin nói rằng thiên tai liên tục xảy ra đối với Trung Quốc. Chính quyền của Bắc Kinh đang kêu gọi hơn 31 tỉnh, thành phố phía Nam và phía Đông của Trung Quốc đề phòng cảnh giác cao độ vì những trận mưa lớn kéo dài vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mực nước ở hầu hết các con sông lớn, bé của Bắc Kinh đều vượt ngưỡng đáng báo động. Khả năng xảy ra vỡ đê ngập lụt toàn bộ những tỉnh hạ lưu sông Dương Tử là gần như 100%, bởi vì từ đầu tháng tới đây, nghĩa là trải qua nhiều ngày đêm vừa qua, thời tiết xấu liên tục hoành hành ở nhiều vùng miền rộng lớn của Trung Quốc. Đại lục, đất nước đang có gần 1,4 tỷ dân này đã đang phải gánh chịu những trận đòn thấu xương đến từ mẹ thiên nhiên. Theo một thống kê mới nhất, thiệt hại vẫn chưa thể thống kê kịp thời bởi liên tiếp trong những ngày vừa qua, hầu như các cơ quan ban ngành của Trung Quốc đều phải đóng cửa để đi sơ tán. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ, đây là con số thiệt hại cao nhất trong lịch sử mà Trung Quốc đang phải hứng chịu. Thậm chí thiên tai vào năm 1945 ở 8 tỉnh của Trung Quốc hồi đó chỉ bằng 3% thiệt hại ở thời điểm bây giờ. Điều đó cho thấy rằng Trung Quốc đang đối mặt với vô vàn khó khăn và thử thách. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, Trung Quốc để xảy ra tình trạng trên tất cả đều do người đứng đầu chính phủ của Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình gây ra, bởi vì chính quyền của ông ta trong thời gian dài vừa qua đã có những đường lối chỉ đạo hoàn toàn sai trái, đi ngược lại với quy luật của tự nhiên. Vậy sai trái gì? Là phía Trung Quốc liên tục đi quấy nhiễu, quấy phá, hỏng xâm chiếm Biển Đông, cướp bóc lãnh thổ, lãnh hải của các nước láng giềng xung quanh mình. Ngoài ra, tội ác của Trung Quốc còn quá tày đình khi giết hại 120 binh lính của Ấn Độ, khiến hơn 1 tỷ người dân New Delhi đã đồng loạt đốt cờ Trung Quốc, đốt hình nộm của ông Tập Cận Bình để trả thù. Đó chính là tội ác mà bây giờ trời và đất sẽ nổi dậy, thay cho thế giới trừng trị Trung Quốc, trừ khử chính quyền ông Tập Cận Bình để cô lập Bắc Kinh. Điều đó là hoàn toàn thích đáng và nó đúng theo quy luật của tự nhiên. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất xấu và rất buồn cho phía Trung Quốc khi hôm qua Đài khí tượng thủy văn của Mỹ, Nga và Nhật Bản đồng loạt cho biết trong một vài ngày tới hoặc có khi hết tháng 8 này, Trung Quốc vẫn xuất hiện những trận bão lớn, mưa to, gió giật, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở đất liên tục xảy ra. Và nếu điều này thành hiện thực thì không chỉ con sông Dương Tử bị đe dọa mà hơn 200 con sông lớn nhỏ của Trung Quốc đều có thể bị vỡ đê. Mà không chỉ có con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của Trung Quốc có nguy cơ bị xóa sổ. Mà cả quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh cũng có nguy cơ bị vùi lấp trong nước lũ. Hiện nay, sạt lở đất và ngập úng xảy ra hầu hết các nơi của đại lục. Một số quan chức của Trung Quốc phải thốt lên rằng năm nay đúng là một năm đen đủi của Trung Quốc, năm đại họa của Bắc Kinh. Khi mà dịch bệnh virus corona và bão, gió liên tục ập vào thủ đô của Trung Quốc, làm cho đất nước hơn 1,4 tỷ dân này đang phải chật vật sống qua cảnh màn trời chiếu đất. Những trận động đất, núi lửa, ngập lụt gây ra thiệt hại nặng nề khiến cho Trung Quốc thiệt hại hàng tỷ, hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Đấy là Trung Quốc còn may khi con đập Tam Hiệp của nước này vẫn chưa bị vỡ, trong khi thiên tai, dịch bệnh thì liên tục hoành hành. Và nếu như nó bị vỡ thì 2/3 của đất nước Trung Quốc sẽ bị cuốn ra ngoài Biển Đông. Khi đó, Trung Quốc sẽ không còn xuất hiện trên bản đồ của thế giới nữa. Thưa quý vị, sau khi phía Trung Quốc bị ngập úng, lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần, núi lửa xảy ra liên tiếp trong những ngày vừa qua, thì nhiều chuyên gia của quốc tế phân tích nói rằng chính quyền của Trung Quốc đã quá bảo thủ khi quyết định xây dựng các công trình, nhưng mà lại không nghe theo các nhà khoa học và các nhà cố vấn, không nghe theo những nhà nghiên cứu chuyên môn nên tự ý quy hoạch thành phố, lấp kênh, phá rừng, xẻ núi, xây đập thủy điện, làm biến đổi hoàn toàn hệ sinh thái thiên nhiên của vùng đó. Lẽ tất nhiên là bắn vào thiên nhiên một viên đạn đại bác, người trả đũa lại bằng nhiều quả bom nguyên tử. Đây chính là thảm họa mà Trung Quốc đang phải hứng chịu, cái giá của Trung Quốc phải trả, trong khi rất nhiều miền trên nhiều đất nước như miền Tây của Việt Nam đang khô hạn và thiếu nước ngọt thì Trung Quốc phải uống rất nhiều nước. Nông nghiệp của Việt Nam thiệt hại 1 thì lũ lụt của Trung Quốc gây ra thiệt hại 10. Đây chính là hệ quả tất yếu của một cái thói không tàn mà phía Trung Quốc đang phải gánh chịu. Hiện tại, phía Trung Quốc đang gặp rất nhiều những tình huống éo le và gặp vận đen.
Tuy nhiên, trên thế giới không một nước nào hỗ trợ Trung Quốc bởi vì họ nói rằng Trung Quốc tự gây ra họa thì tự đi mà gánh. Luật nhân quả, luật báo ứng đối với Trung Quốc là hoàn toàn có thật và hoàn toàn chính đáng. Thế giới này rất công bằng, luật nhân quả và mẹ thiên nhiên cũng rất công bằng. Trung Quốc gây ra thì Trung Quốc tự gánh chịu mà thôi. Cho nên chính quyền của ông Tập Cận Bình muốn Trung Quốc yên thân thì phải đối xử tốt với cả những nước láng giềng, đặc biệt là phải đối xử tốt với Việt Nam. Không đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, cho rút toàn bộ tàu thuyền giàn khoan ra khỏi vùng Biển Đông và cắt đứt con đường lưỡi bỏ 9 đoạn cũng như là phá hủy 7 hòn đảo nhân tạo phi pháp đi. Nếu không, Trung Quốc sẽ còn gánh chịu nhiều hậu quả thương đau chồng chất trong tương lai nữa. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!